Hello anh em nhé, trong clip này em sẽ quay chi tiết cái con súp hơi DK bát 50 gửi tới toàn thể anh em cùng quan sát. Đầu tiên là đo cái thước cho các bác xem. Các bác nhìn đây thì nếu mà theo thông số thì nếu mà đo hết cái này ra nó cũng chỉ được có 46 thôi, chứ nó không phải là 50 đấy, nhưng mà do chuẩn của nó vẫn là 50 nên là không biết vì sao mà mà thước đo thì nó chỉ được 46 cm thôi. Đấy, 46 này, nó cái kim này, đúng ốc rồi. Là 46 các bác nhé. Đó. Súp hơi DK này thì cơ bản thì nó là một dòng trong những dòng mà tiếng bát đánh rất là bạo lực, rất là sâu, êm. Này nó phù hợp cho phòng hát hoặc là gia đình anh em chơi mà thích cảm giác tiếng súp nó chắc và nó khỏe. Anh em nghiên cứu dòng DK này. Nếu có trong tất cả các dòng thì DK nó vẫn được đánh giá khá là cao về chất âm. Đó, sau đây em sẽ để nó cao lên để giới thiệu với anh em. Về cái keo và từ cái này thì anh em có thể quan sát này. Con này nó cổ keo là keo đỏ, hơi đỏ đỏ một chút. Nhẹn của nó thì 1, 2, 3, 6 nhẹn và nhẹn này rất là dai. Đây, keo này là keo nguyên bản của nó nhé. Nhìn thì nó không được làm, nó không được đẹp cái. Nhưng mà keo này nó có một cái viền ở trong này. Cái này nó chỉ là cái điểm gồ lên thôi. Đấy là cái keo của cái cổ con này. Đấy, dầu rất là đẹp. Đấy, soi chi tiết màng thì con này nó sử dụng là nhẹ là 3 sóng 1 2 3 này, cái màng loa nó đều có sóng này cho tạo ra cái độ bền, độ dai, điểm dai của con bát này. Cái vú rất là to, lồi to, nòng sâu. Con này côn 100 anh em nhé, côn 100 rất là đẹp rồi. Và phần bát thì con này nó mất một cái chữ DK ở đây rồi. Đây quay xuống mọi người xem. Con này đương nhiên nó còn một cái tem DK ở đây nữa cơ. Nhưng mà mất tem. Giờ nó chỉ còn bát súp thôi. Và em sẽ đo luôn cái từ này. Anh em quan sát. Từ con này nó là từ 220 này. Đó. Đo là đúng là 220, côn 100, tản nhiệt nó quá dã man luôn, nó có một cái miếng sắt này, ở trong là lớp côn của cái này là che bụi, đấy, một chấu này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8 chấu, thì cái con này thì nếu mà anh em đã có cơ hội chơi những dòng súp DK thì anh em biết là thấy là tiếng của nó đánh rất là căng tiếng, bát đánh rất là bạo lực. Và DK thì những cái dòng loa full nó thôi đã đánh rất là ghê rồi. Con này thì theo quan sát này các bác có thể thấy là cái độ cao của cái lòng côn từ khu vực nhẹ này cho đến điểm cuối của côn nó rất là cao, rơi tầm gần 10 phân 9 phân đó. Cho ra cái độ oánh rất là ác. Con này nếu mà một con 50 này anh em có thể phục vụ trong một phòng hát 20m2 đánh thừa công suất, đánh chỉ khoảng 60% công lực của nó. Và gia đình thì các bác chơi thì cứ gọi là căng đét cho em. Đấy, rất là đẹp, độ mới cái này còn chưa thành vệ sinh luôn. DK nó là một trong những thương hiệu của Anh Quốc và được đánh giá khá là cao. Những cái dòng hàng súp bãi thì có B3 hoặc là DK thì là hai dòng đánh tiếng rất là êm và đánh sâu. Đó thì clip này em quay cho anh em xem. Đây là cái bát nhé, rất là hay luôn. Đây là cái thùng của loài cái căng này. Cái căng thì nó có một cái lớp chống bụi đây. Còn bông thì con này nó thiết kế khá đơn giản, nó có một tí bông ở đằng trong này, dây loa, có một cái dây loa này thôi, không có gì là sắt cả. Thùng gỗ. Giờ em sẽ lấy cái thước em đo cho anh em xem. Em
đo trên cái chiều ngang. Đây. Cái này nó là bao nhiêu đây? 56 chiều ngang, chiều cao. Đây, chiều cao của nó là 65. Đó, chiều sâu lòng thùng. Từ dưới đáy lên. Nhìn cái đấy. Rồi, của nó là 60 anh em nhé, chiều sâu là 60. Rồi, ok. Đó là về cái kích thước của loa. Thì với cái thùng này thì nó có thiết kế thì nó nhìn nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà nếu mà không phải lắp vào cái thùng này thì cái loa này đánh không ra gì. Các bạn, cái riêng cái thùng súp này thì cái thùng nó quan trọng cực kỳ nhiều. Cái bát này chỉ là một vấn đề thôi. Riêng mà để súp hay thì nó liên quan đến cái thùng. Vì sao? Vì cái thằng Tây nó tính toán kể về vấn đề cộng hưởng. Thế nào cho nó đủ, thế nào cho nó hay thì nó đã tính toán bằng những cái kích thước rồi. Đó, nên là chúng ta mà đi mua một con bát này về mà lắp vào một cái thùng Việt Nam lắp ra gióng thì không bao giờ hay được. Và đánh phải đúng cái thùng của nó. Còn cái thùng này các bác có một con bát kém kém thì bác lắp vào nó vẫn hay. Nhưng mà nó sẽ không hay bằng đúng cái con bát này được. Với con bát này nó thiết kế độ uy lực là theo cái thùng. Cái thùng mà nó chịu tải được cái độ cộng hưởng của cái bát này thì nó đánh nó mới hay. Đó, thế nên là mua súp đừng ham rẻ, đi mua những cái con súp mà bát thì ngon mà thùng thì thùng mới, kiểu dạng dạng thế. Hoặc là thùng thì thùng cũ mà bát thì bát mới. Đấy, nó nguyên bản bao giờ nó cũng sẽ hay hơn. Đó, thì cái clip này em sẽ quay chi tiết về cái con súp hơi DK bát 50 này gửi tới toàn thể anh em. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo nhé.